Chào nha. Trong bài này chúng ta sẽ đi học về câu điều kiện conditional sentence. Như các bài trước, chúng ta đã đi tìm hiểu về câu và cấu trúc câu cũng như là trật tự từ trong câu. Thì sau cái bài đó, chúng ta đã đi tìm hiểu về câu so sánh. Còn ở trong bài này, tôi muốn đặt ra một câu hỏi là nếu chúng ta muốn nói một cái câu gì đấy mà có chữ if mà lại tạo ra một cái kết quả, hay trong tiếng Việt chúng ta còn gọi là nếu thì, nếu tôi yêu cô ấy thì tôi sẽ nhận được một ngôi nhà to. Ví dụ chúng ta muốn nói một câu như thế này, thì những câu như thế này được gọi là câu điều kiện conditional sentence. Và trong tiếng Anh thì câu điều kiện được sử dụng rất là nhiều, bởi vì bên cạnh cái câu so sánh thì câu điều kiện này cũng là một trong những dạng câu mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống, nhất là trong tiếng Anh thương mại. Sau này tôi sẽ làm một số bài tập về tiếng Anh thương mại mà có sử dụng câu điều kiện. Bạn sẽ thấy là chúng tuyệt vời như nào khi chúng ta viết những câu điều kiện. Tóm lại, nội dung trong clip này sẽ chia sẻ cho bạn là câu điều kiện là gì, cách sử dụng câu điều kiện, những từ điều kiện, những lỗi sai cơ bản trong câu điều kiện, và cuối cùng là phần bài tập như thường lệ tất cả các phần khác. Trước tiên, câu điều kiện là gì? Chúng ta sẽ đi xem xét một cái ví dụ như sau. Chúng ta nói là nếu tôi chiến thắng cuộc thi này, tôi sẽ nhận được một bông hoa. Đây ạ, chúng ta đang trong cuộc thi và kết quả chúng ta thắng thì nhận được phần thưởng là một bông hoa. Thì câu này ở trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói là if I win this competition, I will receive a flower. Thì qua câu này chúng ta sẽ đi phân tích như sau nha. Đầu tiên, if I win, tức là ở hiện tại chúng ta chưa chiến thắng, vì thế chúng ta mới sử dụng là if I win, có nghĩa là nếu tôi chiến thắng. Và kết quả sau khi đã chiến thắng, tức là ở trong tương lai, chúng ta sẽ nhận được một bông hoa, I will receive. Thì bạn sẽ thấy rằng cái vế là if I win và I will receive thì nó được gọi là mệnh đề if cloud, còn bên này là main cloud. Hiểu ở trong tiếng Việt, if cloud có nghĩa là mệnh đề nếu, tức là mệnh đề điều kiện, còn mệnh đề main cloud, và tôi không thích dùng từ main cloud mà tôi muốn sử dụng từ result cloud, tức là kết quả, để bạn hiểu được. Bởi vì có một số bạn sẽ tự hỏi là if cloud, main cloud là cái gì, thì đây chỉ là cách dịch ra tiếng Việt thôi. Tôi không thích cách này, tôi muốn dùng cách là result, là kết quả. Nói một cách ngắn gọn, câu điều kiện là một dạng câu dùng để nêu giả thiết rằng khi một sự việc nào đó xảy ra hoặc không xảy ra, phía if đây này, nếu, và dẫn đến một kết quả nào đó, chính là phần result. Ok, tiếp theo chúng ta đi vào cách sử dụng. Thì trước tiên tôi sẽ phân loại cho bạn một cái bảng rất là dễ nhớ như sau. Đầu tiên là chúng ta có loại này, mệnh đề if này, mệnh đề kết quả và ví dụ. Đầu tiên chúng ta có rất nhiều câu điều kiện nhé. Trong phần này chúng ta sẽ đi lần được các loại câu. Đây loại câu mà trong ngữ pháp cơ bản chúng ta, người ta gọi nó là loại không. Thật ra thì tôi không thích gọi là các cái loại không, 1, 2, 3 gì đó, làm cho các bạn là rất là khó nhớ. Chúng ta chỉ cần hiểu như sau: cái loại mà người ta gọi là loại không này, thì phía if này nó dùng để diễn tả một sự thật, một thói quen, một đặc điểm. Và phía result kết quả thì nó ở dạng là hiện tại đơn. Vậy nói cách khác là phía if, sau chữ if này bạn sẽ kết hợp cho tôi một thì hiện tại đơn, sau đó đến dấu phẩy và đến một thì hiện tại đơn, thì bạn đã có được cấu trúc câu của câu điều kiện loại không. Từ thì hiện tại đơn nha, thì các bạn nhớ là tôi lại chia nhỏ tiếp ra, tại vì nếu chỉ nói mỗi thì hiện tại đơn, thì hiện tại đơn thì có nhiều bạn là sẽ rất là khó phân vân, và bạn có thể quên mất là chúng ta có rất nhiều động từ đấy, đó là động từ thường và động từ to be. Ở đây tôi chia luôn. Ví dụ nha, nếu bạn muốn nói ở câu khẳng định thì bạn sẽ dùng là if đến chủ ngữ đến động từ. Vậy động từ trong thì hiện tại đơn thì nó sẽ là động từ ở dạng là động từ nguyên thể,
hoặc là động từ chia dạng S hoặc là thêm đuôi ES, phụ thuộc với cái chủ ngữ của bạn là I, you, she hay là it này, ví dụ như vậy. Còn là dạng phủ định thì các bạn phải nhớ cho tôi hai thứ, đó là động từ to be, is, am, are, not, và động từ trợ động từ là do, does, not. Cho nên bạn phải nhớ cho tôi cái này nha, đây là một cái lỗi hết sức là phổ biến đó. Tương tự như vậy, cái phần kết quả chúng ta cũng chia ra làm dạng là khẳng định hoặc là phủ định. Và nếu phủ định thì chúng ta cũng sẽ phải chia ra làm hai dạng là động từ to be, is, am, are, not và verb, và trợ động từ do, do not. Ví dụ cho dễ hiểu đi. If you his eye is melt, nếu bạn làm nóng đá nó tan chảy. Như vậy bạn sẽ thấy phía điều kiện của chúng ta là nếu bạn làm một cái gì đó vào đá, chính là bạn làm nóng nó, thì cái kết quả bạn nhận được là nó tan chảy, tức là đá tan chảy, tại vì trên 0 độ C là đá bắt đầu tan chảy rồi. Do đó bạn đã thấy rằng đây là một sự thật chưa? Chính xác, đây là một sự thật theo nghiên cứu của khoa học. Cho nên chắc chắn rằng đây là câu điều kiện loại không thì bạn sẽ phải sử dụng như này. Tiếp theo chúng ta sẽ đi sang câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 tức là phía mệnh đề if điều kiện này nó dùng để diễn tả một điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại và cái kết quả của chúng ta sẽ nhận được ở trong tương lai. Điều đó có nghĩa là ở mệnh đề if theo sau sẽ là thì hiện tại done và kết quả của chúng ta để được thể hiện ở trong tương lai done. Tương tự như ở trên, bạn hãy để ý cho tôi nha. Trong câu khẳng định ấy, thì chúng ta phải hết sức để ý về chia động từ nha. Còn trong câu phủ định, luôn luôn nhớ cho tôi thì hiện tại đơn giản chúng ta luôn có động từ to be hoặc là trợ động từ do hoặc chờ. Vì thế với phủ định này, một lần nữa tôi khuyến nghị các bạn là phải hết sức cẩn thận nha. Kết quả ở trong tương lai thì chúng ta sẽ có ở dạng là tương lai đơn. Và với tương lai đơn thì chúng ta sẽ lại có hai dạng tiếp nha. Nếu mà bạn muốn sử dụng một tính từ thì trước đó phải là be, tức là chủ ngữ will, có thể có phủ định là not ở đây, nhưng tiếp theo nó là be nếu như theo sau nó là một tính từ. Còn nếu theo sau nó là một động từ nguyên thể verb bare infinitive này, nguyên thể không chia này thì chúng ta sẽ không có be ở phía trước động từ này nha. Cho nên đây là một lỗi sai cơ bản tiếp theo, chúng ta cần phải ghi chép lại và nhớ được nó. Ví dụ cho dễ hiểu đi. If I win this competition, I will receive a flower. Nếu tôi thắng cuộc thi này, tôi sẽ nhận được một bông hoa hồng. Thì bạn sẽ thấy có thể xảy ra hiện tại. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nha. Tại vì cuộc thi này đang chưa kết thúc và tôi vẫn đang ở trong cuộc thi. Vì thế tôi muốn nói được là nếu tôi thắng cuộc thi này. Còn ở đây bạn sẽ thấy nha, will sau đó đến một động từ nguyên thể, không hề có be ạ, tại vì đây là một động từ chứ không phải là một tính từ ạ. Ok, tiếp theo chúng ta đi sang câu điều kiện loại 2 nha. Câu điều kiện loại 2 ở vế if này, nó để diễn tả một điều kiện không có thật ở hiện tại. Vì thế, kết quả của nó không có thật ở trong hiện tại. Cụ thể hơn nha, chúng ta sẽ sử dụng if cộng với lại thì quá khứ đơn. Bạn sẽ để ý cho tôi nha. Với thì hiện tại đơn này và thì quá khứ đơn này thì bạn hãy luôn luôn để ý cho tôi là trong câu khẳng định hoặc câu phủ định ấy, mà khi chúng ta sử dụng động từ là where hoặc where not thì phía sau nó phải theo nó là một danh từ hoặc là một tính từ nha. Còn khi bạn muốn theo sau nó là một động từ thì câu khẳng định sẽ là if cộng chủ ngữ cộng động từ chia ở dạng là quá khứ trong cột thứ hai nha. Cột thứ hai này là gì? Bạn hãy nhớ cho tôi trong bảng 360 động từ bất quy tắc ấy, chúng ta có cột 2 và cột 3 đó. Thì đối với loại 2 này chúng ta phải chia ở dạng quá khứ là cột 2 đối với những động từ bất quy tắc. Còn những động từ có quy tắc thì đơn giản thôi, thêm đuôi ed là xong. Đây là câu khẳng định nha. Còn câu phủ định thì vì đây là thì quá khứ đơn cho nên nó phải kết hợp với lại trợ động từ là did và phủ
phủ định chính là not. Tiếp theo, theo sau nó là một động từ nguyên thể. Còn ở phía kết quả trong hiện tại ấy, tương tự như loại 1 hay là loại 0 ở trên thôi, chúng ta cũng phải hết sức để ý. Nếu chúng ta sử dụng là chủ ngữ could hoặc là would, not có nghĩa là có thể có không nhé, thì phải theo sau nó là be nếu như bạn đi với lại một tính từ hoặc là một danh từ nào đó ở đây. Còn nếu bạn theo sau nó bởi một động từ nguyên thể thì phía trước của nó chỉ đơn giản là chủ ngữ would hoặc could not, có thể có hoặc không nha, tùy vào câu khẳng định hay phủ định. Ok, ví dụ đi. If I were you, nếu tôi là bạn, I would not lend her money, tôi sẽ không vay tiền của cô ta. Thì bạn sẽ thấy nếu tôi là bạn, đây là một sự thật ở hiện tại, đúng không? Đúng, bởi vì bạn là bạn mà tôi là tôi, làm sao mà tôi trở thành bạn được. Vì thế cho nên ấy, cái kết quả của chúng ta cũng không có thật hiện tại, đó là tôi đã sẽ không vay tiền của cô ta. Suy cho cùng ấy, thì bạn thấy ngay hiện tại này chúng ta không thể là bạn rồi. Vì thế cho nên ấy, chúng ta không thể thay đổi được cái quyết định là bạn đã vay tiền của cô ấy. Cho nên đây chính là cấu trúc câu điều kiện loại 2. Ok ạ, tiếp theo chúng ta đi sang câu điều kiện loại 3. Đối với câu điều kiện loại 3 thì ở phía mệnh đề điều kiện ấy, dùng để diễn tả một cái điều kiện mà nó không có thật ở quá khứ. À, như vậy nha, chúng ta hãy cùng nhìn lại nào. Loại 0 là sự thật hiển nhiên, có thật. Loại 1 là có thật hiện tại và cho kết quả tương lai. Loại 2 ấy là không có thật ở hiện tại, vì thế nó không thể cho ra một kết quả hiện tại. Bắt đầu đi sang loại 3 là chúng ta bắt đầu chuyển về quá khứ từ đây. Đó là không có thật ở quá khứ, vì thế cái kết quả của nó không có ở trong quá khứ. Dễ hiểu chưa? Như vậy bạn đã thấy được sự liên kết chưa? Quá khứ là điều kiện thì kết quả của nó cũng phải thuộc về quá khứ. Ok ạ. À, ví dụ if sẽ phải đi với lại quá khứ hoàn thành. Tại sao vì hoàn thành ạ? Vì hoàn thành nó dùng để diễn tả một hành động sự việc mà đã kết thúc ở trong quá khứ. Cho nên ấy, câu điều kiện khi chúng ta nói về một cái gì không có thật ở quá khứ có nghĩa là nó đã kết thúc rồi. Hiện tại này nó không còn tiếp diễn gì đến hiện tại, nó không còn hiện tại, nó cũng không thể đến tương lai được. Ok, thì ở dạng này cấu trúc của chúng ta sẽ là if chủ ngữ sau đó đến had ở trong câu khẳng định, hoặc là hadn't hoặc là had not ở trong câu phủ định. Và hãy để ý cho tôi nha, ta phải có từ been nếu như bạn muốn theo sau nó là một tính từ, còn sẽ không sử dụng từ been này nếu như theo sau nó là một động từ chia ở dạng là cột thứ ba, hoặc là có quy tắc sẽ là thêm đuôi ed. Như vậy loại 2 của chúng ta là quá khứ đơn, cho nên nó là verb 2 hoặc là đuôi ed. Còn đây là quá khứ hoàn thành thì hãy luôn luôn nhớ cho tôi là động từ chúng ta phải chia ở dạng là verb 3 và dạng ed nếu là có quy tắc. Ok, và cái kết quả của chúng ta cũng như vậy. Thứ nhất, chủ ngữ would, could not, sau đó đến have been và tính từ, hoặc là would, could not, have đến luôn động từ, bởi vì ở đây chúng ta không sử dụng tính từ nên chúng ta bỏ been đi cho tôi. Vậy đây sẽ là động từ, thì động từ cũng phải là verb 3 hoặc là đuôi ed. Ví dụ đi, she would not have lost her job if she has worked harder, có nghĩa là cô ấy đã không mất việc nếu cô ấy đã làm việc chăm chỉ hơn. Như vậy bạn thấy khi mà cô ấy mất việc này và đã làm việc chăm chỉ hơn này đều là những cái ở trong quá khứ rồi, hiện tại không thể thay đổi được. Tiếp theo nhé, trong loại 3 này chúng ta sẽ lại đúc kết ra một cái loại nhỏ hơn nữa, gọi là 3.1 đi. Đó là mệnh đề điều kiện if chúng ta dùng để diễn tả một cái gì đó không có thật ở quá khứ. Ok ạ, à, vẫn giữ nguyên là không có thật ở quá khứ nhé. Vậy thì cái phần kiến thức ngữ pháp ở đây nó y hệt nha, nhưng cái phần kết quả này nó sẽ có sự khác nhau. Loại 3 là kết quả không có trong quá khứ, còn loại 3.1 là kết quả không có trong hiện tại. Thì lúc này chúng ta sẽ là chủ ngữ would, could, not nếu là phủ định, cộng be và đến một tính từ.
Và nếu sử dụng động từ nguyên thể nha, nhớ nha, kết quả trong hiện tại thì nó phải là động từ nguyên thể. Lúc này chúng ta cũng đồng thời bỏ be này đi. Ví dụ đi, if he had practiced in the past, he could pass the examination. Nếu anh ta đã rèn luyện trong quá khứ, anh ta đã đỗ bài kiểm tra, thì bạn sẽ thấy trong quá khứ ấy, anh ta không rèn luyện bài tập, không ôn tập, cho nên ấy, cái kết quả ở trong hiện tại là anh ta không đỗ bài kiểm tra. Đến đây có thể bạn sẽ hơi phân vân một chút. Ồ, thế thì câu này tôi thấy là nó vẫn thật khó hiểu. Nói một cách đơn giản thế này nhé. Bình thường nếu anh ta luyện tập ở trong quá khứ thì bây giờ anh ta phải đỗ. Nhưng ở quá khứ ấy, chúng ta nói ngược lại cái sự thật, đó là anh ta không luyện tập, cho nên kết quả hiện tại là anh ta không đỗ. Thì hiểu một cách đơn giản như thế này, bạn sẽ phân biệt được những cái điều kiện và cái kết quả nó khác so với lại sự thật nó là như thế nào. Tiếp theo chúng ta đi đào sâu hơn vào loại 3.2 đi. Loại này mà phía if của chúng ta dùng để diễn tả điều kiện không có thật ở quá khứ hoặc ở hiện tại, và cái kết quả của nó lại thuộc về quá khứ. Lúc này câu vế đầu tiên sẽ là if cộng quá khứ đơn giản, và phía sau này chúng ta sẽ đi theo cấu trúc là chủ ngữ would, could, not, have, been và tính từ. Và không có been nếu chúng ta theo sau nó là một động từ chia ở dạng là verb 3 hoặc là verb thêm đuôi ed nếu là động từ có quy tắc. Thì bạn sẽ thấy câu 3 ấy, chúng ta chia làm 3.1 là cái phần if này giữ nguyên nhưng mà phát khác phần kết quả. Còn 3.2 là cái phần if điều kiện này nó bị thay đổi nhưng cái kết quả này nó lại được giữ nguyên. Do đó, nói một cách đơn giản là mỗi cái vế if hoặc result của loại 3 này nó bị thay đổi đi thì chúng ta sẽ tạo được kết quả là 3.1 hoặc là 3.2. Ví dụ 3.2 đi. I would not have bought that car if I were you. Tôi đã không mua cái xe kia nếu tôi là bạn. Vậy tương tự như ở câu trên là cái xe này bây giờ đã được mua rồi. Vì thế khi tôi đến gặp người bạn của mình, tôi thấy nó xấu quá nên tôi mới phải nói một câu là tôi đã sẽ không mua cái xe kia. Tức là hiện tại bạn tôi đã mua rồi nếu tôi là bạn. Nhưng thực tế tôi không thể là bạn. Bạn là cơ thể của bạn, não của bạn. Còn tôi là cơ thể của tôi. Ok, như vậy chúng ta đã đi tìm hiểu về cách sử dụng của các loại câu điều kiện rồi đó. Phần tiếp theo nhé, bạn có nhớ cho tôi ở trong câu so sánh không? Là ngoài chúng ta sử dụng cả một cái câu ra thì chúng ta còn có những cái từ để diễn tả ý so sánh. Ví dụ như là too much, very, đúng không? Much, more. Đó là những cái từ làm cho câu văn của chúng ta rất là hay. Tương tự như vậy, trong câu điều kiện chúng ta có những từ điều kiện. Có nghĩa là chúng ta sẽ không sử dụng hình thức của câu điều kiện mà chúng ta sử dụng các từ ngữ để nói lên cái điều kiện này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dạng là câu phủ định nhé. If not, ví dụ if I were not you chẳng hạn như vậy, thì chúng ta có thể thay thế bằng từ unless, có nghĩa là trừ khi, nếu như. Ví dụ cho dễ hiểu đi. Unless được sử dụng ở trong câu điều kiện loại 0 và loại 1 nha. Thì cách dùng của chúng ta sẽ là unless cộng thì hiện tại đơn. Một ví dụ cụ thể hơn là if you do not put the ice into a fridge, it melts. Câu này có nghĩa là nếu bạn không để đá vào trong cái tủ lạnh, nó sẽ tan chảy, tức là đá tan chảy đó. Đây là câu bình thường của chúng ta nhé. Đến đây tôi sẽ bật mí cho bạn một cái. Nếu bạn sử dụng mệnh đề điều kiện là if ở phía trước thì bạn sẽ phải kết thúc câu này bằng một dấu phẩy, sau đó đến mệnh đề kết quả. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể viết ngược lại là cho mệnh đề kết quả lên đầu câu. Thì lúc này
chúng ta sẽ đến luôn mệnh đề if. Từ đó qua cái phép đảo này chúng ta không còn dấu phẩy ở đây nữa. Kết quả ta được câu là if melt, if you do not put the ice into a fridge. Như vậy câu này và câu này là tương tự nhau. Như vậy tôi không muốn sử dụng câu này, tôi muốn sử dụng là unless, trừ khi, để nhấn mạnh ý. Kết quả ta được câu là it melt unless you put the eye into a fridge. Đấy, ta sẽ nhấn mạnh ý là trừ khi đá tan chảy, trừ khi bạn cho đá vào cái tủ lạnh. Thì bạn sẽ thấy if you do not chính là if not đó. Thì chúng ta sẽ thay nó bằng unless. À, như vậy đến đây chúng ta phải kết luận một điều là nếu câu này không phải là dạng phủ định thì chúng ta sẽ không sử dụng được là unless. Ok, chúng ta còn có thể sử dụng unless ở trong câu điều kiện loại 2, chính là unless cộng thì quá khứ does. Tương tự như vậy chúng ta sẽ có câu là if you did not have to go to work, you could go to the center wall with us now. Có nghĩa là nếu bạn không phải đi làm, bạn có thể đi đến center wall với chúng tôi ngay bây giờ. Thì câu này bạn sẽ để ý tôi, if not đó, thì cái cụm là if này và did not này chúng ta sẽ thay bằng unless. Từ đó chúng ta giữ nguyên chủ ngữ nhé, unless you have to go to work, đó về sau giữ nguyên you could go Câu này được dịch là nếu như bạn không phải đi làm, bạn có thể đi đến center wall với chúng tôi. Tiếp theo, unless còn được sử dụng trong câu điều kiện loại 3, thì lúc này unless cộng với lại quá khứ hoàn thành. Ví dụ đi, last week I would have come to your party if I have not worked overtime. Tuần trước, tôi đã tới bữa tiệc của bạn nếu tôi không phải làm thêm. Thì từ đây chúng ta có thể viết lại câu này như sau: last week I would have come to your party unless I have worked overtime. Bạn sẽ để ý cho tôi if had not. Thì if had not đây ạ, if not đấy sẽ được thay bằng unless. Đấy là lý do vì sao nếu như câu này là một câu khẳng định thì chúng ta không thể chuyển nó thành một dạng câu là unless được. Nó vẫn là một câu phủ định. Tiếp theo, ở trên cái ý số 1 là if not đó. Còn ở đây nếu chúng ta chỉ có if thôi, tức là câu khẳng định, thì chúng ta sẽ phải sử dụng các từ điều kiện sau để viết câu so sánh. Ví dụ như supposing even if as long as without. Ví dụ đi, đối với từ loại là suppose hoặc là supposing, thì cách dùng của chúng ta hai cái từ này là khi để chúng ta đưa ra một cái giả thiết, có nghĩa là giả sử. Ví dụ nha, giả sử bạn chiến thắng cuộc thi này, bạn sẽ làm cái gì? Thì tiếng Anh chúng ta sẽ viết là supposing you win this competition, what will you do? Đó, giả sử. Tức là đây là một cái gì đấy mà nó chưa có thật ở hiện tại, nhưng nó lại không phải là những cái gì không có thật ở quá khứ nhé. Câu này là một câu chính là ở dạng là so sánh loại 1 đó. Vì sao ạ? Vì phía sau chúng ta là what will you do, tức là bạn này đang ở trong cuộc thi này, cuộc thi này chưa kết thúc. Ok, từ even if, từ này ấy, dùng khi chúng ta muốn nói rằng dù điều kiện là có xảy ra hay không thì kết quả không đổi. Tiếng Việt chúng ta hiểu đơn giản là cho dù đây ạ, cho dù chiến thắng cuộc thi này tôi cũng sẽ không nhận được bông hoa. Even if I win this competition, I will not receive the flower. Đó, dù tôi thua hay là tôi thắng thì kết quả là tôi không bao giờ được nhận bông hoa này. Cho nên đấy là chúng ta dùng từ even if, cho dù. Tiếp theo, các cái từ như là as long as, so long as, provide that hoặc là on condition that. That này có thể có hoặc không có nha. Thì với những cái từ này được chúng ta sử dụng khi chúng ta phải bổ sung một cái điều kiện nào đó.
để hỗ trợ cho cái điều kiện của chúng ta nhằm đảm bảo cái kết quả này nó sẽ xảy ra. Trong tiếng Việt chúng ta có thể nói nó là miễn là. Hãy để ý cho tôi, ở trên này chúng ta được sử dụng với hầu hết các câu điều kiện nha. Nhưng ở dưới này, nó chỉ được sử dụng cho loại 0 và loại 1. Tức là một cái gì đó, nó sẽ xảy ra ở hiện tại. Hoặc là nó đang xảy ra và chúng ta tác động vào nó thì nó cho kết quả ở tương lai. Hoặc nó đã cho kết quả có thật ở trong hiện tại. Thế cho nên mới gọi là chúng ta hỗ trợ vào cái điều kiện này. Chứ chúng ta hỗ trợ vào mà cũng không thay đổi kết quả gì cả thì nó đã là loại even if rồi, cho dù. Đấy. Ok, ví dụ I will lend you my pants as long as you do it carefully. Tôi sẽ cho bạn mượn bút miễn là, hoặc với điều kiện là bạn dùng nó cẩn thận. Tiếp theo, cái cuối cùng là chúng ta sử dụng without. Theo sau nó phải là một cụm danh từ cho tôi nha. Nhớ nha, without đến cụm danh từ. Chúng ta sử dụng điều này khi nếu không có điều kiện này thì kết quả sẽ bị thay đổi. Nói nôm na trong tiếng Việt chúng ta hiểu nó là nếu như không có, và chỉ sử dụng cho câu điều kiện loại 2 hoặc loại 3 nha. Ví dụ đi, without your help, I could not have passed the interview last week. Nếu như không có bạn giúp, tôi đã không đỗ buổi phỏng vấn 2 tuần trước. Bạn sẽ thấy cái buổi phỏng vấn này nó đã diễn ra 2 tuần trước và kết thúc vào 2 tuần trước rồi. Cho nên nó là quá khứ hoàn thành, đúng chưa? Đúng. Và tôi đỗ kỳ thi này bởi vì có sự giúp đỡ của bạn. Cho nên đấy là lý do vì sao chúng ta nói là nếu như không có bạn giúp. Tức là muốn cái kết quả mà đỗ buổi phỏng vấn này xảy ra, chắc chắn xảy ra, thì chúng ta phải có sự hỗ trợ vào cái điều kiện bằng cách là bạn phải giúp tôi. Ok ạ. Vậy trên đây chúng ta đã tìm hiểu về các cái cách sử dụng của câu điều kiện và cách sử dụng của các cái từ điều kiện. Sau đây là một số lỗi sai cơ bản. Tôi muốn nhấn mạnh lại một lần nữa, chúng ta có 3 lỗi sai cơ bản và rất thường gặp ở trong câu điều kiện. Một là thiếu hoặc thừa dấu phẩy, hai là thiếu động từ to be, ba là dùng sai câu điều kiện. Ok ạ, ví dụ dấu phẩy nha. Câu đúng là if I were you, phẩy, I would not lend her money. Thì câu sai của chúng ta, bạn sẽ thấy là gì? Giữa mệnh đề if điều kiện và mệnh đề kết quả, chúng ta không có dấu phẩy. Đây là lỗi thiếu dấu phẩy. Còn thừa dấu phẩy là gì? Cũng câu trên nha. Khi chúng ta dùng đảo ngữ mệnh đề kết quả lên phía trước và mệnh đề if ra phía sau, thì câu đúng của chúng ta là giữa chúng lại không có dấu phẩy đó. Và thường ấy, vì chúng ta nhớ là gì, if chấm 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 phẩy i chấm chấm chấm, cho nên chúng ta rất có cái viết là khi chúng ta đảo câu thì chúng ta vẫn để dấu phẩy ở chữ chữ if này để cho nó nhìn nó thuận mắt, đúng không? Tại vì ở trong câu viết, câu văn của chúng ta, đôi khi chúng ta viết chúng ta thấy là ở chỗ này sao không có dấu phẩy, anh em phải có dấu phẩy đây để ví dụ ngắt câu, ngắt dòng, ví dụ như thế. Cho nên đây cũng là sai. Ok, thiếu động từ to be. Hãy luôn luôn nhớ cho tôi nha. Ở trong câu so sánh ấy, hoặc là câu điều kiện, chúng ta có động từ to be nha. Nó cũng giống hệt như là các cái thì của chúng ta đó. Ví dụ câu đúng đi, if I were you, I would be a doctor. Thì bạn sẽ thấy a doctor là một danh từ, cho nên phía trước của nó phải là be, would be. Nếu như bạn chỉ viết là if I were you, I would a doctor, bạn sẽ thấy là gì? Câu dưới thiếu be, bởi vì a doctor của chúng ta là danh từ, đúng không ạ? Cho nên trước nó phải là be. Thậm chí như đã học ở trên, nếu bạn sử dụng là tính từ ở đây thì trước nó cũng phải là be. Còn nếu đây là một động từ thì tôi không cần sử dụng be nữa. Cái thứ ba là dùng sai câu điều kiện. Ví dụ câu đúng nha. If I were you, I would be a doctor. Yeah, thì đây là câu điều kiện đúng của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng sai, chúng ta sẽ nói là if I were you, I will be a doctor. Tại vì sao ạ? Tại vì ở trong tiếng Việt chúng ta thường nói như sau.
nếu tôi là bạn, tôi sẽ là một bác sĩ. Vì thế cho nên khi dịch ra tiếng Anh ấy, chúng ta cứ tưởng là tôi sẽ là một bác sĩ, nó phải là will be, quá hợp lý còn gì nữa. Nhưng thực tế không, đây là một câu điều kiện loại 2, cho nên ấy, phía sau nó chúng ta không phải là will be mà nó phải là would be. Đôi khi giữa cái việc chúng ta dịch ra tiếng Việt và cái ngữ pháp nó không liên quan đến nhau nhé. Ngữ pháp đơn giản thì nó là ngữ pháp thôi, would be, chứ chúng ta không nói là will be được. Ok, rất nhanh chóng chúng ta đã đi kết thúc phần kiến thức ngữ pháp của câu điều kiện. Phần tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập đi, cho nó dễ hiểu và rèn luyện kiến thức ngữ pháp. Ok, mời bạn tiếp tục xem phần bài tập ở video sau nhé. Hãy like, share và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn. Chúc bạn học tập tốt nhé, đạt điểm 9-10 trong môn tiếng Anh.